Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về tiêm chủng phòng bệnh, sáng ngày 5 tháng 12, hệ thống tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC chính thức khai trương và đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng VNVC Hưng Yên tại số 601 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Đây là trung tâm tiêm chủng thứ 43 của hệ thống tiêm chủng VNVC trên khắp cả nước. Trung tâm hiện có kho vaccine gần 30 loại vaccine dịch vụ được bảo quản trên hệ thống dây chuyền đạt chuẩn GSP, phòng hơn 40 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đủ loại vaccine cho trẻ em và người lớn với giá thành hợp lý, góp phần khắc phục tình trạng thiếu vaccine, tăng tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, kể cả vaccine không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Với gần 20 phòng khám và tiêm, đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế đủ khả năng đáp ứng hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày. VNVC Hưng Yên mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần, cũng như đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 tại chỗ.